Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lý Trường Thọ không có cẩn thận thể hội không khí ở nơi này, cũng không có nhờ vào đó tối ưu hóa dây chuyền phục vụ mai táng tang lễ của chính mình. Tâm trạng của hắn hơi nặng nề. Dù sao thì cũng đều đã đến loại địa phương này, quá vui sướng cũng không quá thích hợp. Nói chuyện đứng đắn. Lý Trường Thọ dọc theo con đường này đang suy tư, nếu như Hoàn Giang Vũ Sư Bá thực sự gặp bất trắc một lần nữa, chính mình nên giải thích với sư phụ thế nào mà sư phụ sẽ phải chịu ảnh hưởng cỡ nào. Việc này chung quy là không dễ nói, nhưng lại không thể giấu sư phụ cả một đời. Mặc dù sau khi sư phụ hóa thành trọc tiên đã không còn mục tiêu gì để phấn đấu nữa, nhưng tóm lại Lý Trường Thọ vẫn luôn muốn làm cho sư phụ vui vẻ, tận hưởng phần đời còn lại của mình thay vì luôn sống trong tiếc nuối và áy náy. Cho nên hắn là chân thành hy vọng rằng Hoàn Giang Vũ Sư Bá không có xảy ra chuyện gì. Ở trên đường đi đến Phong Đô Thành, Quý Vô Ưu chủ động tràn ra uy áp cảnh giới kim tiên của bản thân, nhất thời hung quỷ thu phục, yêu ma đi đường vòng. Cho dù năm người bọn hắn ngẫu nhiên đi ngang qua địa bàn của một ít hung thú, đối phương cũng phần lớn sẽ ẩn nấp càng sâu hơn một chút. Tiến vào U Minh giới, từ bên phía đông bay hơn mười mấy vạn dặm, bọn hắn cuối cùng thấy được tòa thành trì U Minh giới đầu tiên. Tòa thành trì này không có tên, chỉ là một tòa thành trì nhỏ có thể nhìn thấy khắp nơi trong U Minh giới. Ở trong thành đa số là quỷ tu, âm tu, yêu tu, thực lực cũng không mạnh. Lý Trường Thọ cuối cùng cũng nhìn thấy được âm sai địa phủ mà chính mình cảm thấy tương đối hứng thú. Những âm sai này đều mặc áo dài màu vàng đất, phần lớn đều là quỷ hồn tu hành mà thành. Thực lực tương đương với luyện khí sĩ cảnh giới vạn hư, quy đạo, e ngại thần thông công pháp, loại chân hỏa cùng với thuần dương. Đại bộ phận âm sai đều là mặt ủ mày trâu, tuần tra bên ngoài thành, nội thành, áp chế âm tu ở trong nội thành, thời gian trôi qua có chút nhàm chán. Một phần nhỏ âm sai có tinh thần không tệ, cũng đang không ngừng nói đùa, không có một chút kỷ luật nào. Lý Trường Thọ khẽ thở dài. Đến thực địa khảo sát, so với trong độ tiên môn tiến hành suy nghĩ thực sự là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Địa phủ này thực sự đâu đâu cũng là thiên đạo công đức vứt ở bên đường. Mặc dù luân hồi đã được thiết lập nhưng trật tự còn không hoàn chỉnh, vẫn còn rất nhiều công đức để nhặt. Nhưng đây đều là công đức sau khi chính mình đứng vững gót chân bên trong thiên đình mới có thể mưu tính. Lần này tới là chuyển thế thân của sư bá nhà mình, cũng không có thời gian điều tra phương diện này. Cách trung tâm U Minh giới càng ngày càng gần, thành trì thấy được liền càng nhiều hơn, quy mô càng lúc càng lớn. Có một số thành trì náo nhiệt không kém gì các thành trì lớn thế tục tại Nam Châu, bên trong chứa đầy các loại đồ vật, hình thù kỳ quái. Hầu hết đều khác với những sinh linh bình thường. Quý Vô Ưu chân chất, kiến thức rộng rãi uyên bác, trên đường đi đều đang giải thích cho bốn người lai lịch quỷ tu phổ biến tại địa phủ, cùng với vài tòa thành lớn trọng yếu trong địa phủ có cao thủ địa phủ trú đóng. Chớp mắt lại đi mười mấy vạn dặm, phía trước đột nhiên có hai ngọn núi cao đen nhánh ngăn cản đường đi. Quý Vô Ưu không đi đường vòng mà mang theo bốn người bọn hắn trực tiếp đi về khe hẹp dài giữa hai ngọn núi. Đây là nơi duy nhất để tiến vào Phong Đô Thành. Quý Vô Ưu cười lớn, nơi đây có trọng binh địa phủ trấn giữ, tiếp theo không nên khinh thường. Quý Vô Ưu còn chưa dứt lời, tiếng hô hét đã truyền đến từ phía dưới. Người bay phía trên, mau bay xuống. Nơi đây có cấm chế tuyệt sát, đừng có tự tiện xông vào, sinh tử khó nói. Quý Vô Ưu mặt lộ vẻ mỉm cười, tự nhiên đã hiểu quy củ ở đây, mang theo bốn người cấp tốc rơi xuống. Lý Trường Thọ bí mật quan sát một lúc, phát hiện ra giữa hai ngọn núi hùng vĩ quả thực có chút bí ẩn, xác thực có chút đạo vận huyền diệu mờ mịt quanh quẩn. Trong đáy lòng hắn nổi lên ý nghĩ không thể xâm phạm, linh giác mãnh liệt nhảy dựng. Bố trí nơi này tuyệt đối không phải bình thường. Đến đáy cốc,
liền thấy mấy trăm thân ảnh khôi ngô, khí tức hùng hậu, người mặc chiến giáp màu vàng sẫm, cầm xiên thép, xiềng xích trong tay, uy phong lẫm lẫm đứng phía trước đường chân trời. Mỗi một vị âm sai cơ hồ đều có thực lực cảnh giới chân tiên. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thoáng có chút nghi hoặc. Những âm sai này so với âm sai chính mình thấy trên đường đi, chênh lệch có hơi nhiều. Ở phía trước nhóm 5 người độ tiên môn, vừa vặn có 3 người đi qua nơi đây. Lúc này còn đang có thể nhìn thấy bóng lưng 3 người này từ từ bay về phía trước giữa hai ngọn núi lớn. Phía trước dường như có cấm chế gì, không có cách nào bay quá nhanh. Quý Vô Ưu đứng chắp tay, cưỡi mây lơ lửng cách mặt đất 3 thước, mang theo 4 người Lý Trường Thọ bay đến giao lộ âm sai trấn giữ. Vong Tình Thượng Nhân, Hữu Cầm Huyền Nhã tất cả đều là dùng toàn bộ tinh thần ứng đối. Giang Lâm Nhi đã đi qua chỗ này mấy lần, thoáng có chút xuất thần. Lý Trường Thọ ngược lại là có chút hăng hái đánh giá những âm sai này, trong đáy lòng phỏng đoán đại khái. Những âm sai này hẳn là những vu tộc đi theo hậu thổ nương nương năm đó. Hậu thổ hóa lục đạo luân hồi là vào lúc đại chiến vu yêu lần thứ hai. Hậu thổ vốn là một trong 12 tổ vu, có bộ tộc trực hệ của chính mình. Nàng hóa thành lục đạo luân hồi bàn vĩnh viễn trấn thủ U Minh. Cũng có một nhóm cao thủ vu tộc, bản tộc lựa chọn đi theo hậu thổ nương nương. Lúc những cao thủ này đi vào địa phủ, đã là chặt đứt liên lụy với tộc vận vu tộc. Bọn họ cũng được thiên đạo giao phó thần chức. Chắc hẳn những âm sai này chính là vu tộc đời sau. Lập tức có một vị tướng lĩnh âm sai mặc chiến giáp trên người, tay cầm song chùy đi về phía trước. Phán đoán từ khí tức của đối phương, tu vi không sai biệt lắm, xem như là cảnh giới thiên tiên trung kỳ. Sắc mặt của vị tướng lĩnh này vàng như nến, hai mắt nửa nhắm nửa mở, bàn tay tư thế làm theo thông lệ, trên khuôn mặt tràn đầy lười nhác, hữu khí vô lực, hỏi một câu. Các người đến từ chỗ nào? Quý Vô Ưu lạnh nhạt. Mấy người bàn đạo đến từ một nhà tiên môn tại Đông Thắng Thần Châu. Muốn đi nơi nào? Tự nhiên có chuyện muốn đi đến Phong Đô Thành. Quý Vô Ưu cười khẽ thản nhiên nói. Vị tướng lĩnh âm sai kia khóe miệng cong lên, nhấp một cái. Trở về đi, đường này không thông. Quý Vô Ưu không khỏi nhíu mày, mà Vong Tình Thượng Nhân phía sau Quý Vô Ưu vào giờ phút này không nhịn được đứng dậy. Vong Tình Thượng Nhân lạnh nhạt nói, phía trước chính là có 3 đạo thân ảnh, vì sao đạo hữu lại nói đường này không thông? Toàn thân vừa vị tướng lĩnh âm sai này nhẹ nhàng lung lay mấy lần, đảo mắt nhìn chân trời. Đối với người hiểu quy củ mà nói đường này tự nhiên là thông, đối với kẻ không hiểu quy củ đường này là không thông. Quy củ. Ánh mắt của Vong Tình Thượng Nhân thoáng có chút sắc bén, mái tóc trắng nhẹ nhàng tung bay, khí thế bản thân bắt đầu lộ ra. Chẳng lẽ lại còn có quy củ như vậy? Hay. Cũng may Giang Lâm Nhi bên cạnh kịp thời phản ứng lại, đi về phía trước đè cánh tay của Vong Tình Thượng Nhân. Giang Lâm Nhi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, thuần thục lấy từ trong tay áo ra một túi bảo năng, dùng tiên lực đưa tới, khách khí nói. Chúng ta tự nhiên hiểu quy củ, phu quân ta rất ít khi ra ngoài, còn xin tướng quân chớ trách. Vong Tình Thượng Nhân hơi nhíu mày, có chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ vẫn luôn đứng đằng sau, thấy thế không nhịn được, nở nụ cười. Nhưng mà vị tướng lĩnh âm sai kia là tiện tay lắc lắc chiếc búa đồng, một cơn gió lốc cuốn bảo nang trở về, rơi vào trong tay của Giang Lâm Nhi. Giang Lâm Nhi cau mày nói, tướng quân, đây là có ý gì? Quy của hôm nay đột nhiên thay đổi. Vị tướng lĩnh âm sai này chiêm ngưỡng hoa văn trên chiếc búa đồng trong tay lạnh nhạt nói. Trọng địa, địa phủ, không thể xông loạn. Chẳng lẽ các ngươi không sợ bị thiên phạt sao? Ánh mắt của Vong Tình Thượng Nhân lấp lánh, lạnh nhạt. Đạo hữu đây là đang cố ý làm khó chúng ta. Mà phía sau Vong Tình Thượng Nhân đột nhiên truyền đến một âm thanh trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Gương mặt xinh đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã trở nên lạnh lẽo, tế khởi hộp kiếm hỏa lân của chính mình, đã làm xong chuẩn bị ra tay. Lý Trường Thọ vẫn luôn cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại, vào giờ phút này cũng chỉ có thể ở bên cạnh dở khóc dở cười. Cũng chỉ là chuyện một chút phí qua đường, làm sao trở thành tình cảnh dương cung bạt kiếm như vậy.
Hắn chỉ là một tiểu đồ tôn, ở trong trường hợp thế này cũng không thích hợp mở miệng. Có trưởng môn nhà mình và tổ sư tại đây, tóm lại cũng sẽ không để cho vong tình thượng nhân thực sự đánh nhau với âm sai địa phủ. Đơn giản chỉ là chuyện bỏ ra bao nhiêu tài nguyên. Dù sao thì cũng không cần hắn xuất tiền. Hơn nữa, việc nhỏ như vậy, Lý Trường Thọ cũng có thể kiểm tra nội tình địa phủ. Đúng vào lúc này, vị tướng lĩnh âm sai kia nắm chặt cây búa đồng, trong ánh mắt nhìn về vong tình thượng nhân mang theo sự khiêu khích. Vong tình thượng nhân hừ lạnh một tiếng, bên trong âm thanh cũng âm thầm khuyên can của Giang Lâm Nhi cũng không nói gì. Trên khuôn mặt vàng như nến của vị tướng lĩnh âm sai kia lộ ra mấy phần cười lạnh. Còn dám không phục? Mấy trăm quỷ sai cường tráng phía sau hắn đều là tiến lên nửa bước, con mắt trừng trừng giống như chuông đồng, bắn ra sự cảnh giác. Một cỗ huyết khí dao động kinh người nhộn nhạo trên người những vị quỷ sai này, hỗn hợp trở thành một cỗ uy thế kinh người. Vong tình thượng nhân vừa định đáp lại, Quý Vô Ưu hơi đưa tay ra hiệu cho vong tình thượng nhân lùi lại. Sau đó, Quý Vô Ưu chắp tay đi về phía trước hai bước, bày ra uy ấp cảnh giới kim tiên, không thể nghi ngờ. Quý Vô Ưu lại cười nói, chúng ta đã vượt qua vạn dặm đến nơi đây, tự nhiên không muốn trở về như vậy. Còn xin tướng quân thông cảm nhiều hơn, tính tình của đồng môn bần đạo hơi nóng nảy, không biết tướng quân có thể tạo thuận lợi. Thuận lợi? Vị tướng lĩnh âm sai này lãnh đạm nói, ngày hôm nay ta nói các ngươi không qua được, các ngươi tự nhiên không qua được. Cảnh giới kim tiên rất đáng gờm sao? Kim tiên đi qua nơi này của bản tướng quân, trong một ngày ít cũng có 3-4 kẻ. Nơi này là âm tào địa phủ, cho dù là long cũng phải cuộn lại. Quý Vô Ưu đưa tay ho hai tiếng, trong bàn tay đã cầm một thanh trường kiếm, khí tức bản thân trở nên sắc bén hơn nhiều. Đã như vậy, bần đạo cũng chỉ có thể giảng đạo lý với đạo hữu. Lý Trường Thọ, không sai, kỹ năng môn phái thông dụng của độ tiên môn tuyệt đối chính là máu trào lên não. Vạn Lâm Quân trưởng lão là như vậy, vong tình thượng nhân cũng là như vậy. Hai vị này đều là một lòng tu hành, không hay đi lại bên ngoài, cũng có thể giải thích được, nhưng trưởng môn tại sao lại? Nghe những lời trưởng môn nói, rõ ràng biết nơi này có âm sai thu phí qua đường. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn còn chưa kịp làm ra kế sách bổ cứu nào, tướng lĩnh âm sai kia đã cong khóe miệng lên, đột nhiên quay đầu hét một tiếng với ngọn núi bên cạnh. Nguyên soái, có kim tiên nhân tộc muốn mạnh mẽ vượt quan. Một tiếng kêu nhẹ, một cỗ khí tức làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy run sợ bộc phát từ trên đỉnh ngọn núi bên cạnh. Đột nhiên nghe được âm thanh vỡ nát, một bóng người nhảy ra từ ngọn núi cao vạn trượng, nguyên bản chỉ to bằng hạt vừng, đảo mắt liền rơi vào trước mấy trăm quỷ sai. Đó là một tráng hán thân cao 9 thước, mái tóc ngắn màu xanh lam nhạt, nét mặt thô ráp, còn nhái ngủ, người mặc bảo giáp màu lam nhạt, toàn thân trên dưới ẩn chứa một cỗ khí thế kinh người. Một cỗ sát khí hung hãn đập vào mặt. Tráng hán này ngáp một cái duỗi lưng. Kẻ nào ra ngoài tại nơi này? Quý Vô Ưu khẽ cau mày, vào giờ phút này mặc dù cảm nhận được tráng hán này có khí tức kinh người, tuyệt đối là một nhân vật khó chơi, nhưng hắn thân là trưởng môn độ tiên môn, trước mặt môn nhân đệ tử, có khả năng còn là con tư sinh của đại pháp sư, sao có thể rụt rè đối với người ngoài. Nhưng mà một tia truyền âm của Lý Trường Thọ chui vào trong tai của Quý Vô Ưu. Trưởng môn, đệ tử suy đoán, đây chỉ sợ là cao thủ vu tộc còn sót lại từ thời đại chiến thượng cổ. Tốt nhất chớ có nổi lên xung đột với gã. Khí thế của Quý Vô Ưu lập tức yếu đi mấy phần. Đúng vào lúc này, thình lình nghe được những âm sai đối diện kia cùng với vị tướng lĩnh âm sai kia đều đang nhỏ giọng hô hào. Nguyên soái, ngài nên đội mũ trùng đầu. Đội mũ vào đi nguyên soái, đội mũ. Nếu quên đội một lần sẽ lãnh 600 roi, nguyên soái. Người này vừa nhảy xuống, đưa tay sờ lên mặt mình, đột nhiên dùng mình một cái, quay đầu chạy 2 bước về núi cao vạn trượng bên cạnh. Hai chân khẽ cong, để lại những vết nứt dưới mặt đất kiên cố, trực tiếp nhảy trở về. Trong chốc lát, đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh này hừ lạnh một tiếng nện bước xuống từ trên núi một lần nữa, đứng trước mặt chúng âm sai. Lần này, gã đội một cái đầu trâu lỏng lẻo. Lời nói mới rồi, lại bị gã lặp lại. Kẻ nào dám dương oai? Tại nơi này.
Tên gia hỏa này ra trận mà không đội đầu trâu, Lý Trường Thọ thực sự không thể nhận ra là gã. Gã chính là Địa Phủ Ngưu Đầu, đại danh đỉnh đỉnh. Nếu muốn hỏi gã Ngưu Đầu này là ai, thượng cổ từng có câu thơ rằng: Địa phủ có Diêm Thanh Thiên, thiết diện vô tư, phân biệt tốt xấu. Phán quan đâm sai đến tương trợ, Ngưu Đầu Mã Diện đứng bên cạnh. Ngưu Đầu Mã Diện là đầu trâu mặt ngựa. Ngưu Đầu và Mã Diện được đề cập trong bài thơ này chính là câu hồn sứ giả và hắc bạch vô thường tại địa phủ mà Lý Trường Thọ cũng hết sức quen thuộc ở kiếp trước, có danh tiếng ngang hàng với nhau. Trong trí nhớ mơ hồ của Lý Trường Thọ có một quán mì gần nhà khi hắn còn nhỏ tên là Ngưu Đầu Mã, mùi vị coi như không tệ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ngưu Đầu Mã Diện đại danh đỉnh đỉnh lại là hai cao thủ Vu tộc, chính là cứng rắn đội mũ đầu trâu và mũ mặt ngựa. Vu tộc cũng khá thú vị. Sau khi Lý Trường Thọ cảm khái trong đáy lòng, vẫn không quên chú ý thế cục biến hóa trước mắt. Việc này phát triển đến tình trạng ma quyền sát trưởng, mài đao xoèn xoẹt, có âm sai địa phủ kiêu ngạo ương ngạnh, không ngại cố ý gây sự, cũng có vong tình thượng nhân đầu sắt. Đối với tiểu quỷ, âm sai tiểu tướng thế này, chỉ cần nói lời ngon ngọt với hắn, làm hắn cảm thấy chính mình có mặt mũi, cũng sẽ không làm khó thêm. Còn nữa, nhóm người Lý Trường Thọ đi đến địa phủ để nhờ quan hệ đi qua cửa sau, hoàn toàn có thể được mô tả là can thiệp sự vận chuyển bình thường của lục đạo luân hồi, vốn cũng không chiếm lý. Vào lúc hai bên mắt thấy sắp động thủ, lại có cao thủ địa phủ cấp Ngưu Đầu ra sân, trưởng môn Quý Vô Ưu cũng có nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Quý Vô Ưu lập tức truyền âm đối với bốn người sau lưng: coi chừng, kẻ này không tầm thường, có thể không nổi xung đột cùng với đối phương, liền tận lực phòng ngừa. Hữu Công Hiền Nhã khẽ cau mày, cảm thấy trưởng môn có chút trước sau không như một. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại là cười một tiếng, trưởng môn có thể làm theo tâm, vậy thì không thể tốt hơn. Đệ tử nhân giáo theo tâm, người nào có thể gọi là theo tâm sao? Chính là biết nghe lời đứng đắn mà thôi. Liền nghe Ngưu Đầu lại nói: các người đến đây để gây chuyện. Đạo hữu, bần đạo cũng không phải đến đây để gây chuyện. Quý Vô Ưu cha vật kiếm vào vỏ lạnh nhạt: mấy người bần đạo muốn đi đến Phong Đô Thành, bị vị tướng quân địa phủ sau lưng này làm khó, ngăn trở ở đây. Ngưu Đầu đỡ mũ đội đầu của mình, làm cho đầu mình nhìn hài hòa hơn, tự nhiên hơn. Biểu cảm trên chiếc mũ đội đầu cũng rất sinh động và phong phú. Ngưu Đầu quay lại liếc nhìn tướng quân âm sai sắc mặt vàng như nến phía sau nhíu mày: người không có việc gì ngăn bọn họ làm gì, bảo bọn họ đưa chút bảo vật thả đi không được sao? Bọn họ không đi qua, huynh đệ đằng sau chúng ta làm sao có thể thủ lễ? Năm người đội tiên môn, vị tướng lĩnh âm sai này vội nói: nguyên soái thực sự không phải mà tướng cố ý ngăn cản, chỉ là bọn họ khẩu xuất cuồng ngôn cố ý khiêu khích. Quý Vô Ưu lập tức: chúng ta cố ý khiêu khích, vì sao tướng quân thả ba người kia đi, ngăn đường chúng ta? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm giơ ngón cái đối với trưởng môn. Thủ đoạn tránh nặng tìm nhẹ, trộm đổi khái niệm như vậy, trưởng môn sử dụng thuần thục như vậy, thoạt nhìn trước đây cũng không phải kẻ lương thiện. Thoạt nhìn cũng có đủ kinh nghiệm sống, thực là nhân tài, chân chạy vô cùng cần thiết của đâu xuất cung. Đợi vị trí của chính mình vững chắc ở bên trong nhân giáo, khẳng định sẽ tiến cử trưởng môn cho đại pháp sư. Vì câu hồn sứ giả Ngưu Đầu này nhìn thủ hạ của chính mình, lại nhìn Quý Vô Ưu. Mặc dù thoáng có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ở phía người một nhà. Được rồi, năm người các ngươi trở về theo lối cũ. Ngày hôm nay ta cũng không hỏi việc này, cũng không quan tâm đến các ngươi. Địa phủ là nơi sinh linh luân hồi, chính là chỗ được thiên đạo che chở, cũng không phải ai có thể đến làm loạn. Nghe lời của Ngưu Đầu, Quý Vô Ưu lập tức nhíu mày, Giang Lâm Nhi lộ ra sắc mặt khẩn trương. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ thở dài, tóm lại vẫn phải đến lượt mình đứng ra lừa dối. Vị nguyên soái này, Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên mở miệng trịnh trọng, chẳng lẽ lại quyết định mà không cần hỏi nguyên nhân của sự việc sao? Ngưu Đầu hừ một tiếng khoanh tay lại nói: địa phủ vốn cũng không phải là nơi ai cũng có thể đi vào. Hữu Cầm Huyền Nhã còn muốn nói tiếp tục, một bàn tay to vươn ra từ bên hông làm động tác chặn trước mặt nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu truyền âm: Hữu Cầm sư muội, xử lý sự vụ không thể chỉ dựa vào lập trường của bản thân, còn phải cố kỵ mặt mũi của phe mình và đối phương.
Việc này hãy để ta thử xử lý, ngươi hãy thu hồi pháp bảo đi. Hữu Cầm Hiền Nhã đột nhiên nhận người ra, gật nhẹ đầu, kiếm bay lượn quanh người, tự quay về vỏ kiếm. Lý Trường Thọ đi hai bước trên đám mây xám, cúi đầu về phía trước và nói: Trưởng môn sư tổ sư bá, có thể để cho đệ tử thử một lần không? Xem thử có thể thỉnh cầu cho nguyên soái này thả một con đường chúng ta đến Phong Đô Thành. Bất kể thế nào, trước tiên phải bảo vệ mặt mũi của cao thủ nhà mình. Quý Vô Ưu có chút muốn nói lại thôi, hắn chính là lo lắng Lý Trường Thọ sẽ xảy ra vấn đề gì. Dù sao đây chính là bảo bối của Độ Tiên Môn, con riêng của nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư. À, không thể nói, không thể nói. Vong Tình Thượng Nhân nhíu mày nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, ánh mắt lo lắng lại có chút nghiêm khắc, dường như là sợ Lý Trường Thọ nói nhầm, tao ngộ phải bất trắc gì. Nhưng Giang Lâm Nhi đã vội vàng mở miệng vội nói: Trường Thọ, toàn bộ nhờ vào ngươi. À vâng, sư tổ. Lý Trường Thọ thực hiện một lần vái chào theo tiêu chuẩn, mỉm cười bay về phía Ngưu Đầu cùng với đám âm sai binh tướng kia. Hắn bay rất chậm, cười rất thành khẩn. Nhưng không biết tại sao, từ câu hồn sứ giả Ngưu Đầu cho đến những âm sai không trọng yếu kia, vào giờ phút này có chút không giải thích được đều có chút xúc động, muốn lập tức rút đi. Không đợi Ngưu Đầu mở miệng, Lý Trường Thọ lại vái chào. Vạn bối nhân giáo đệ tử Độ Tiên Môn Lý Trường Thọ xin chào Ngưu Đầu tiền bối. Ngưu Đầu lập tức chớp mắt một hồi. Các người là nhân giáo, là giáo có thánh nhân lão gia kia. Tiền bối nói đùa, dưới cầm trời này cũng không có người nào dám giả mạo đạo thừa thánh nhân. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trên người tràn ra chút đạo vận, Ngưu Đầu lại là hai mắt tỏa sáng. Hắn không biết đạo vận này nhưng cảm thấy rất bí ẩn. Lý Trường Thọ nói, nơi đây nhiều người nhiều miệng, tiền bối có thể tiến lên trước một bước nói chuyện không? Cần gì phải tiến lên một bước chứ? Ngưu Đầu có chút khó hiểu nói. Có gì thì cứ nói. Lý Trường Thọ chạm vào ống tay áo của mình lấy ra một viên đá màu đỏ sẫm. Ánh mắt của vị câu hồn sứ giả này thay đổi trong nháy mắt, trở nên nghiêm túc, sắc bén, mang theo vài phần cảnh giác. So với bộ dáng cà lơ cà phất trước đây, quả thực là khác nhau một trời một vực. Hắn chắp tay một cái, dùng tay làm dấu mời. Làm phiền, chúng ta đi qua bên này nói chuyện. Lý Trường Thọ lập tức cùng nhau cất bước với Ngưu Đầu, đi về phía bên cạnh 20 trượng, khiến cho hai nhóm người phải nghiêng đầu. Âm sai địa phủ, bốn người Độ Tiên Môn, trong ánh mắt toát ra sự nghi hoặc, chấn kinh, buồn bực, phức tạp không hiểu. Ngưu Đầu lấy ra một thanh thiên sép nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, một tầng kết giới màu đỏ bao bọc thân hình của hai người. Coi như là Quý Vô Ưu cảnh giới kim tiên cũng không nghe được hai người đang nói gì. Hữu Cầm Huyền Nhã trừng mắt nhìn, không nhịn được cười khổ. Chuyện này làm sao có thể học? Qua gần nửa canh giờ, Ngưu Đầu giải trừ kết giới than nhẹ một tiếng, vái chào đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vội vàng hoàn lễ. Ngưu Đầu lấy ra một tấm thẻ gỗ, trên thẻ gỗ khắc họa một cái đầu lâu đơn giản, trên đó ẩn chứa một chút khí tức đạo vận. Ngưu Đầu nghiêm mặt, nếu đạo hữu gặp phải phiền phức tại Phong Đô Thành, liền lấy tấm lệnh bài này ra, sẽ không bị làm khó xử. Đa tạ tiền bối trông nom. Không không không, là ta phải cảm tạ ngươi trông nom mới đúng. Ngưu Đầu nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói thêm gì. Hai người đồng thời dùng tay làm dấu mời, tiến về chỗ của mình. Vị câu hồn sứ giả này gào to một tiếng. Thất thần làm gì? Đứng ra một bên, đây là khách quý của địa phủ chúng ta. Đám các người ngứa ra đúng hay không? Ở bên trong lời nói, Ngưu Đầu còn trừng mắt nhìn vị tướng lĩnh âm sai mặt vàng như nến kia. Sắc mặt của tướng lĩnh âm sai biến đổi, hai chân cũng bắt đầu run lên. Lý Trường Thọ ở phía bên này lại là vái chào đối với trưởng môn, sư tổ và tổ sư tổ phu bình tĩnh trở về bên người Hữu Cầm Huyền Nhã. Giải quyết xong, lập tức âm sai địa phủ tránh đi một con đường. Quý Vô Ưu mặt lộ vẻ mỉm cười, cưỡi mây mang theo bốn người bay qua cửa ải nơi đây. Mặc dù Quý Vô Ưu hiện tại cũng giống như Giang Lâm Nhi, Vong Tình Thượng Nhân, Hữu Cầm Huyền Nhã như rơi vào trong mây mù, không rõ ràng cho lắm. Nhưng trong lòng vị trưởng môn này vô cùng rõ ràng, đương nhiên không hỏi nửa điểm về sự tình của Lý Trường Thọ. Dù sao không phải như vậy, cho dù nó có kỳ diệu đến đâu,
thì nó cũng không phải phép thuật. Mà năm người độ tiên môn vừa đi, lỗ mũi của câu hồn sứ giả Ngưu Đầu phun ra hai cỗ khói trắng, không nói hai lời đột nhiên quay người, dùng một chân đạp gã tướng lĩnh âm sai kia trên mặt đất. Một cước này không dùng quá nhiều lực đạo, chỉ đánh ngã đối phương, sau đó nhào tới chính là một phen quyền đấm cước đá. Sau một hồi nói lời thô tục, phu tộc nho nhã hiền hòa. Câu hồn sứ giả Ngưu Đầu cởi chiếc mũ đội đầu, khịt mũi với vị tiếng lĩnh âm sai đang cúi rạp mình trên mặt đất và chửi rủa. Đồ khốn kiếp, còn dám dựa thế địa phủ, gây thù hằn cho địa phủ. Mấy ngày nay ngươi không ăn đòn nên cảm thấy khó chịu đúng không? Đồ khốn kiếp nhà ngươi, nhân giáo mà ngươi cũng dám ngăn cản. Tướng lĩnh âm sai kia đã sưng mặt mũi trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ. Ngưu Đầu hừ một tiếng, giãn chân cốt đội mũ lên. Chiếc mũ này dù sao cũng là pháp bảo, rất nhanh liền tương dung cùng với thân thể Ngưu Đầu. Ngoại trừ màu da hơi không đồng nhất, cũng không có nhìn ra sơ hở gì. Ngưu Đầu thầm ngẫm nghĩ, gọi mấy kẻ biết viết chữ, viết vài lời hữu ích, sau đó vào thời điểm năm người này rời đi treo lên hai bên coi như tả đội. Hạo Nguyên Soái viết cái gì? Tùy tiện viết một chút lời khách khí, cái gì địa phủ hoan nghênh người U Minh là ngôi nhà thứ hai đều được. Một gã âm sai lập tức rõ ràng điều gì, lập tức bắt đầu bận rộn. Cùng lúc đó, ở trên đám mây vừa bay đi, Giang Lâm Nghi cũng đang trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Trường Thọ, người mới vừa làm sao làm được? Lý Trường Thọ đã dám ra tay, tự nhiên sớm đã nghĩ kỹ nên giải thích thế nào. Thậm chí hắn còn chuẩn bị ba bài hùng biện khác nhau. Hắn một lần nữa lấy ra tảng đá vừa rồi cho Ngưu Đầu xem cười. Sư tổ, đây là vật chất khi đệ tử đi, linh đị biểu muội của đệ tử cho. Huyết thống linh đị là nửa người nửa vu, cũng là huyết mạch vu nhân hiếm thấy trong hồng hoang bây giờ. Tảng đá này tên là vu huyết thạch, xem như tín vật bằng chứng vu tộc. Trên đường tới, vào lúc trưởng môn kể về điển cố địa phủ đã từng nhắc tới phần lớn cao thủ địa phủ đều xuất thân từ vu tộc. Mới vừa rồi đệ tử liền ôm theo tâm lý thử một lần, lấy vật này ra, lại khéo léo ứng đối vài câu. Tảng đá kia tự nhiên không phải do Hùng Đinh Đị cho, mà Lý Trường Thọ lấy được từ trong đống đá ở lều trại bên trong Hùng trại. Giang Lâm Nhi khẽ nhíu đôi mi thanh tú nói, mặc dù ngươi nói rất nhẹ nhõm, nhưng đây cũng không phải sự tình liền có thể làm cho đơn giản như vậy. Quý Vô Ưu cười, chớ hỏi Trường Thọ nhiều, có thể thông qua không phải chuyện tốt. Giang Lâm Nhi lại run lên, sau đó liền đàng hoàng cúi đầu đáp ứng. Vào lúc nàng nhìn lại Lý Trường Thọ, luôn cảm thấy vị tiểu đồ tôn bí ẩn của mình này, tầng sương mù trên người kia lại có thêm mấy tầng. Lão nhị thu đệ tử như vậy ở đâu, hẳn là chuyển thế thân của vị đại năng nào đó. Lý Trường Thọ đã nói cái gì với Ngưu Đầu? Kỳ thực cũng không nói quá nhiều, bắt đầu vài câu đơn giản về quan hệ biểu huynh biểu muội giữa mình cùng với Hùng Đinh Thị. Sau đó liền xoay chuyển, tiền bối đã từng nghe đến Hải Thần Nam Hải. Trong phần lớn cuộc trò chuyện sau đó, Lý Trường Thọ đều chỉ nói về vị bằng hữu Hải Thần kia. Hắn chỉ ra mối quan hệ giữa Hải Thần Nam Hải cùng với nhân giáo, thiên đình, long tộc, lại giải thích rõ ràng Hải Thần là như thế nào kết duyên với vu nhân nhất tộc, lại làm thế nào cho vu nhân nhất tộc chỗ tốt. Ở trong lời nói của Lý Trường Thọ ẩn chứa ý tứ, nói rằng Hải Thần đã cố ý giúp vu tộc cải thiện tình cảnh sinh tồn, cũng mơ hồ biểu thị Lý Trường Thọ hắn nguyện ý thuyết phục Hải Thần Nam Hải đến địa phủ. Sau khi thực hiện xong một vài tiểu kịch bản đơn giản, Ngưu Đầu đã coi Lý Trường Thọ là khách quý, càng có một chút chờ mong với Hải Thần Nam Hải giáng lâm sau này. Đây là kế sách một viên đá trúng mấy con chim. Hòa hoãn quan hệ khẩn trương giữa nhóm độ tiên môn và đối phương, xóa bỏ xung đột, mở ra con đường đi đến Phong Đô Thành. Năm người bọn hắn lại là có thể nhận được một chút chiếu cố của thế lực địa phủ, sau đó thuận thế tìm kiếm tung tích của Hoàn Giang Vũ Sử Bá. Càng quan trọng hơn, ngày hôm nay trò chuyện với Ngưu Đầu một phen cũng đạt đủ cơ sở để Lý Trường Thọ đặt chân ổn định tại thiên đình, bắt đầu mưu tính công đức tại địa phủ. Bây giờ vu tộc chỉ có hai chi tồn tại, một chi vĩnh trấn địa phủ, không có liên lụy với vu tộc, mà vào trước khi tiến vào địa phủ cũng đã từng lập thệ không còn nhúng tay vào sự tình vu tộc. Một chi khác chính là vu tộc thuần khiết bị lưu đày tới vùng đất nghèo nàn Bắc Câu Lô Châu, gian nan dãi ruộng không thể ra khỏi Bắc Câu Lô Châu nửa bước.
Vu tộc địa phủ muốn giúp Vu tộc Bắc Châu, đây chính là manh mối trọng yếu Lý Trường Thọ đạt được vào lúc trò chuyện với Ngưu Đầu. Từ đó quyết định thuận thế mà làm, hốt thuốc đúng bệnh. Năm người lại bay một hồi, Lý Trường Thọ nhớ tới điều gì, liếc nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã đang xuất thần bên người, truyền âm. Hữu Cầm sư muội, mọi chuyện nếu có thể không động thủ, vẫn là tận lực nói chuyện thì ổn thỏa hơn. Vâng sư huynh, ta nhớ kỹ. Hữu Cầm Huyền Nhã ôn nhu cười một tiếng, chỉ là trong tiếng tươi cười ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Trường Thọ sư huynh giống như một cuốn sách thật dày. Mỗi khi nàng cảm thấy được phần lớn nội dung của hắn, lại phát hiện ra đó chỉ là lời mở đầu. Đằng sau còn có vô số trang sách không có cách nào đếm rõ. Đạt được lệnh bài của câu hồn sứ giả, sự tình tìm chân linh của Hoàn Trang Vũ cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Phong đô thành tráng lệ, phồn hoa, tự nhiên không cần nói nhiều. Năm người ở dưới sự dẫn dắt của Giang Lâm Nhi sau khi đi thẳng vào đến một chỗ âm ti nha môn tìm được vị tiểu lại kia. Vị tiểu lại kia tự nhiên nhận ra Giang Lâm Nhi, gặp mặt liền lấy ra mười mấy túi bảo nang, nói hắn không làm được việc này thật sự không thể tìm được thụ linh chuyển thế của Hoàng Giang Vũ. Vành mắt của Giang Lâm Nhi phiếm hồng, liên tục khẩn cầu vị tiểu lại này thử lại một lần nữa. Đối phương lại chỉ lắc đầu một hồi. Lý Trường Thọ thấy thế, trực tiếp lấy lệnh bài Ngưu Đầu ra. Vị tiểu lại kia khẽ run rẩy, vội vàng mời năm người đi vào nghỉ ngơi, cùng mời cấp trên của mình ra mặt, nghiêm túc tra xét một phen. Kết quả vẫn là như vậy, người thực sự không có. Trong lúc Giang Lâm Nhi sắp lâm vào tuyệt vọng, Lý Trường Thọ nhíu mày. Làm phiền đại nhân, có thể cho chúng ta biết nơi chân linh này đầu thai chuyển thế hay không? Đã là thụ linh, tất nhiên sẽ không rời xa nơi nó đản sinh quá xa. Vị tiểu lại địa phủ để ria mép, nhìn khôn khéo già dặn này lập tức có chút do dự. Chuyện này chỉ sợ không hợp quy củ. Lý Trường Thọ hiếm khi tự tiện làm chủ, lấy mười mấy túi bảo nang của sư tổ, chính mình lại tặng thêm hai túi bảo nang tiến tới trước mặt vị tiểu lại này, cười nói. Chúng ta chắc chắn sẽ không làm đại nhân khó xử, chỉ là trong lúc lơ đãng vụng trộm liếc mắt nhìn hồ sơ của đại nhân, tuyệt đối không phải do đại nhân cố ý lộ ra. Như vậy, vị tiểu lại kia trầm ngâm đôi chút, Lý Trường Thọ đã nhét mười mấy túi bảo nang kia vào ống tay áo người này, thu lại bàn tay về không để lại dấu vết. Tiểu lại gật đầu thở dài. Chuyện kia cũng không phải không thể, ngươi đi theo ta, những người khác làm phiền chờ ở chỗ này một chút. Trong một căn phòng âm u thấp bé, vị tiểu lại kia dẫn Lý Trường Thọ đi đến nơi đây tìm một phen, lấy ra một khối ngọc thạch thuần thục thi pháp đối với ngọc thạch. Không bao lâu, mặt ngoài ngọc thạch nổi lên mấy hàng chữ nhỏ. Nhìn tin tức triển lộ ra trên khối ngọc thạch trước mắt, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đầu tiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may vị sư bá này và những linh thụ kia không có bất cứ quan hệ nào. Mặc dù xác suất phát sinh loại sự tình này rất thấp. Hơn nữa ý tưởng này của bản thân thực hoang đường. Nhưng trước đó, Lý Trường Thọ thực sự đã có một tia lo lắng. Lo lắng cho chính mình không cẩn thận ở trong đám cây già mình đã thiêu rụi kia, liền có thụ linh chuyển thế thân của sư bá nhà mình. Bây giờ vừa thấy ghi chép của địa phủ, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng liền không có phần lo lắng này nữa. Chuyển thế thân của sư bá không có nửa điểm liên quan với mình. Nàng chuyển sinh đến một chỗ bên trong đại thiên thế giới. Lý Trường Thọ nhìn kỹ một hồi, xác nhận chính mình không có nhớ lầm, nửa chữ mới bắt đầu nói cảm tạ đối với vị tiểu đại âm ti này, chạy về tụ họp cùng nhóm người trưởng môn. Cứu cây như cứu hỏa. Năm người cũng không dám chậm trễ nhiều, quyết định tiếp tục cùng nhau hành động, trực tiếp tiến đến nơi sinh ra của thụ linh chuyển thế thân Hoàn Giang Vũ tìm kiếm một phen, xem thử có thể tìm được manh mối gì không. Thế nhưng, ngoại trừ Giang Lâm Nhi còn chưa chịu hết hy vọng, cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn như cũ tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên, đoàn tụ xung vầy, ba nam nhân còn lại đều cảm thấy. Chuyến đi này chắc chắn sẽ trở về mà không thành công. Lý Trường Thọ nói, cái chỗ đại thiên thế giới kia có khoảng cách khá xa, nếu như trực tiếp ngự không bay qua ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Đệ tử cảm thấy rằng không bằng chúng ta tiêu tốn nửa canh giờ, hỏi thăm một chút bên trong phong đô thành, xem có thể tìm được phương pháp dùng con đường âm sai địa phủ thông hành tiến đến trong đại thiên thế giới kia hay không. Tiếp theo vẫn là lệnh bài Ngưu Đầu phát huy tác dụng rất mấu chốt.
Kiếp trước Lý Trường Thọ thường xuyên nghe người ta nói câu người nào giỏi việc đó. Tại thiên đình và địa phủ cũng là như thế. Sau nửa canh giờ, 5 người ở dưới sự dẫn dắt của một âm sai nhanh chóng đi qua giếng cạn bên ngoài Phong Đô Thành. Gọi là giếng cạn kỳ thực chính là thông lộ âm sai địa phủ đi các nơi Ngũ Bộ Châu và 3.000 thế giới bắt quỷ hồn, tương liên cùng với miếu thành hoàng ở các nơi. Nơi này cùng loại với hậu điện nhân duyên điện của Nguyệt Lão, nhìn bên ngoài chỉ là mấy chục cái giếng cạn ẩn chứa lực lượng thiên đạo, nhưng lại được sắp xếp thành thế trận huyền diệu. Sau khi bước vào trong đó, liền sẽ phát hiện ra chính mình rơi vào trong biển nước mênh mông. Lý Trường Thọ liên tục cảm khái, đại tiểu thế giới thực sự là nhiều vô số kể. Đồng thời, cách quản lý địa phủ thật đúng là vô cùng rối loạn. Trọng địa thiên đạo thế nhưng lại ném ở ngoài thành, chỉ tiến hành phong thủ từng mảng, thậm chí còn không có trọng binh chấn giữ. Đây là không cho thiên đạo lão ra mặt mũi. Không thể xem nhiều hơn, hiện tại Lý Trường Thọ sẽ không nhịn được bắt đầu mưu đồ công đức tại địa phủ. Nếu như có thể đặt địa phủ vào trong hàng ngũ quản hạt của thiên đình, và trật tự của địa phủ có thể được thiết lập hoàn chỉnh, công đức kim thân của hắn đoán chừng có thể trực tiếp hoàn thành non nửa. Mà hương hỏa công đức hải thần tích lũy trong những năm này cũng chỉ tích lũy chưa đủ một nửa ngón tay. So sánh cả hai với nhau, địa phủ đúng là có quá nhiều cơ hội. 5 người đội tiên môn dưới sự dẫn dắt của vị âm sai kia tìm được một chiếc giếng cạn viết địa linh cửu ngũ nhị thất. Lý Trường Thọ còn đang tiến hành xác nhận chiếc giếng cạn này có phải là đường thẳng tới chính xác hay không. Vong Tình Thượng Nhân cùng với Giang Lâm Nhi mặc áo trắng, váy trắng đã dắt tay nhảy vào bên trong giếng cạn. Hình ảnh mang theo một vẻ đẹp khó tả. Quý Vô Ưu nói cảm ơn với âm sai cũng cúi đầu nhảy vào bên trong giếng cạn. Sau đó liền truyền âm ra bảo Lý Trường Thọ cùng Hữu Cẩm Huyền Nhã yên tâm nhảy vào. Lý Trường Thọ cầm túi bảo năng chứa linh thạch tài bảo, cười cười đưa cho vị âm sai dẫn hắn tới nơi đây. Sau đó quay đầu lại nói: Hữu Cẩm sư muội, ngươi đi xuống trước đi. Hữu Cẩm Huyền Nhã nhẹ nhàng lắc đầu: Không, Trường Thọ sư huynh, ngươi nhảy, ta nhảy. Lý Trường Thọ lại còn đột nhiên lãng mạn như vậy. Hắn cũng không có từ chối, biết Hữu Cẩm Huyền Nhã là muốn làm sự tình bọc hậu. Hơi vung vạt áo đạo bào lên, bước vào trong giếng cạn. Hữu Cẩm Huyền Nhã cõng đại kiếm theo sát phía sau. Quang ảnh trước mắt biến hóa, hình ảnh xung quanh lưu chuyển. Phía trước là lối đi dài, có những đốm sáng màu vàng nhạt le lói khắp nơi. Trưởng môn Quý Vô Ưu đang chờ cách đó không xa, dùng tiên lực kim tiên bao bọc 5 người một lần nữa, thi triển thần thông, mang theo nhóm người này cấp tốc đi tới lối ra của thông đạo này. Chỉ một lát sau, bay thoáng qua một khoảng cách không xác định, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, con đường này đã đến cuối cùng. Đi vào từ một cái giếng cạn và đi ra từ một cái giếng cạn khác, vị trí là một tòa miếu nhỏ suy tàn. Nhưng chỉ chốc lát, mượn đường nhỏ địa phủ bọn hắn ở một nơi cách xa Ngũ Bộ Châu, đến bên trong tòa đại thiên thế giới này, từng người đều thoáng có chút cảm giác không quá rõ ràng. Quý Vô Ưu khen, thật không hổ là địa bảo luân hồi, địa phủ lại có bố trí không gian cao mình như thế. Vong Tình Thượng Nhân dường như có điều cảm ngộ, lẩm bẩm nói, uy lực của thiên đạo nằm ngoài tầm vươn của con người. Suy nghĩ trong đáy lòng Lý Trường Thọ không có phức tạp như vậy, đơn giản hơn nhiều so với hai vị cao nhân tiền bối. Ngược lại là có thể thông qua hệ thống giếng cạn thành hoàng này nhanh chóng điều binh vận binh, tính ẩn nấp cũng không tệ. Sau khi trở về liền cẩn thận phân tích viết một bài vai trò hệ thống giao thông tại miếu thần hoàng trong các tính toán và bố cục khác nhau. Giang Lâm Nhi vội nói, Trường Thọ, đến đây đi, đi với ta. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ đã xác định rõ phương hướng, vội vàng gật đầu. Quý Vô Ưu hất tay áo dài, quần tuộn người lên, đi thẳng đến dãy núi Điên Biên ngoài mấy ngàn dặm kia. Đoạn đường này, những đám mây và sương mù nhanh như điện chớp. Phảng phất như bọn hắn chỉ cần đi thật nhanh liền có thể cảm thụ được linh chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ vậy. Sau một thời gian, tại một chỗ thâm cốc, 5 người đứng sâu trong một mảnh rừng rậm tươi tốt, nhìn cây cổ thụ già cỗi đang rụng lá trước mắt, trong lòng đều cảm thấy có chút nặng nề.
Giang Lâm Nhi chịu đựng cả một đường, vào lúc này không nhịn được vành mắt phiếm hồng, khàn giọng. Lão đại, Giang Vũ, sư phụ tới chậm. Vong Tình thượng nhân đi về phía trước ôm Giang Lâm Nhi, thấp giọng an ủi. Quý Vô Ưu mặc dù sớm đã biết như thế, nhưng vẫn không nhịn được buông tiếng thở dài, đứng chắp tay, trong đáy mắt cũng toát ra mấy phần đau thương. Hắn nghĩ tới những hình bóng đã biến mất trong thời gian dài dằng dặc. Trường Thọ sư huynh, Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ giọng, thực sự không thể cứu sao? Đừng nóng vội. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, đi về phía trước hai bước, giơ tay ấn trên cây cổ thụ, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ. Linh thụ đã bị cưỡng ép rút đi, liên đới đến sinh cơ gốc cây già này cũng bị bóc ra. Loại tình hình này, nếu như ta là người làm việc này, vì sao lại muốn làm vậy? Gốc cây già đã có mấy ngàn năm tuổi tác, vẫn chưa hạ tu hành thành cây tinh, sinh cơ nồng đậm, bản thân dưỡng dục ra một đầu thụ linh, cũng chính là chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ. Tinh và linh mặc dù gần đủ, nhưng lại có phân chia tỉ mỉ. Cây già này cùng loại với cha mẹ của Hoàn Giang Vũ sư bá kiếp này. Người rút đi thụ linh, tu vi cũng không cao hơn cảnh giới thiên tiên. Dựa theo một chút đạo vận lưu lại nơi đây, đối phương có tu ly hỏa trì đạo. Căn cứ vào tốc độ sinh cơ gốc cây già này trôi qua, cùng với tốc độ đạo vận tiêu tán kia, dựa vào hai điểm này suy tính ngược dòng, có thể đại khái đoán ra, thời gian đối phương động thủ không sai biệt lắm là vào một tháng trước. Thụ linh mặc dù không phải linh căn chân quý gì, nhưng cũng là thuốc dẫn hiếm thấy. Lúc đối phương rút thụ linh đi, lấy hơn phân nửa sinh cơ gốc cây già này hẳn dùng để tăng cường phẩm chất của thụ linh. Nếu như đối phương lựa chọn tăng cường thực lực của thụ linh, cho thấy bản thân người đó không có nhiều nắm chắc với lò đan dược kia, vậy thì nó sẽ... Lý Trường Thọ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt bốn người khác tất cả đều trên bóng lưng Lý Trường Thọ. Một lát sau, Lý Trường Thọ bỗng quay người. Trưởng môn, đệ tử cả gan, mời trưởng môn lập tức dùng tiên thức cảnh giới kim tiên lục soát ngàn dặm gần đây, tìm xem có luyện khí sĩ luyện đan hay không. Nếu không tìm được trong ngàn dặm, liền tận lực khuếch tán ra xa. Bất kể thế nào, đệ tử luôn cảm thấy chúng ta không thể cứ từ bỏ như vậy. Quý Vô Ưu đáp ứng một tiếng, tiên thức của bản thân cấp tốc tràn ra, bao phủ mấy ngàn dặm gần đây, rất nhanh liền hai mắt tỏa sáng. Quý Vô Ưu, ngay bên ngoài 1600 dặm trong một sơn cốc, một người đang lò luyện đan trong trận pháp. Lý Trường Thọ vội hỏi, đạo vận ly hỏa đại đạo, tu vi cảnh giới thiên tiên hoặc chân tiên? Ừ, không sai. Nhanh! Lý Trường Thọ vội nói, nhanh, vẫn còn khả năng cứu sư bá. Thần sắc của mấy người lập tức chấn động, tiên lực phun trào, quanh người Quý Vô Ưu, thân hình bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp hóa thành một vệt thanh quang. Khoảng cách 1600 dặm đảo mắt liền bị vượt qua. Vong Tình thượng nhân cũng lập tức mang theo Giang Lâm Nhi phóng đến tận trời, theo sát phía sau. Khi Lý Trường Thọ dùng tiên thức bắt được trưởng môn Quý Vô Ưu giáng xuống từ trên trời, tiến vào tòa trận pháp đơn giản kia cũng hơi thở phào một cái, hy vọng là còn chút tàn linh. Lập tức hắn gọi Hữu Cầm Huyền Nhã, hai người cưỡi mây vội vàng đuổi theo. Đợi Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã chạy tới chỗ sơn cốc này, tình hình nhìn thấy chính là như vậy. Sâu trong sơn cốc với nước xanh và bầu trời, một đạo nhân hơi mập ngồi trên tấm nệm duy trì tư thế ngã ngửa ra sau, lại là động cũng không dám động. Ok, tập này dừng ở đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong những tập sau.